Do nhân duyên như vậy, các Bồ Tát này trụ phải tác ý như thế, không xa lìa cùng với các hữu tình cũng không sai khác. Nếu các Bồ Tát biết rõ như thế không bị trở ngại thì chính là hành bát nhã và làm mật đa. Ý của tôi là muốn làm cho tất cả Bồ Tát đem ý nghĩ này thực hành bát nhã và làm mật đa sâu xa.